các bạn cứ quyết tâm à, quyết tâm các bạn ơi, đúng rồi, đã mở ra kinh doanh rồi, đúng không ạ? Thì cấp độ 3 cũng là kinh doanh, và cấp độ 4 cũng kinh doanh, cấp độ 5 cũng kinh doanh, cấp độ 6 các bạn hiểu ra điều này chưa? Ok, thì chúng ta phải đặt mục tiêu là chúng ta đạt cái level này ở cấp độ 5 và cấp độ 6, và trong lớp này các bạn chứng kiến đó. Vậy sắp tới về các bạn thực tập cái bài bán hàng này, các bạn phải tập trung vào mục tiêu cấp độ 5 và cấp độ 6, đừng có bán cho được. Các bạn hiểu ý của mình không? Hiểu ý chỗ này các bạn ơi? Dạ, dạ ta ra, quyết tâm trở thành cấp độ 5 và cấp độ 6. Tối hôm qua là tiền vốn của bạn là bao nhiêu ạ? Bạn chuyển nó sang một cái sản phẩm, có phải vậy không? Có phải vậy không? Quy trình của anh nè, tiền chuyển sang gì? Hàng, hàng thì chuyển lại thành tiền, tiền sau phải cao hơn tiền trước, hiểu chưa? Nắm quy trình chỗ này chưa? Ok chưa? Có người thì 70, có không? Thập quạt. Có người thì 100, có người thì 200, 300, 500, có phải vậy không? Chúng ta phải đặt mục tiêu là đạt cấp độ 5 và cấp độ 6. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Phải đặt mục tiêu nó như vậy, bạn phải nhìn ra một cái bức tranh nó như vậy. Cả trong lớp này nó đang có bưng ra đó, các bạn có phát hiện ra điều này không? Có không? Ok chưa? Rồi, vậy thì chúng ta chuyển sang tiền ở cấp độ 5, cấp độ 6. Vậy thì lúc đầu tiền trong túi bạn nó là nhiều, bây giờ chuyển sang gì ạ? Sản phẩm gì chuyển lại tiền cho nó là nhiều? 500. Đó là quy luật của kinh doanh đó, có phải không? Các bạn chứng kiến cái điều này nó xảy ra ngay trong trong lớp không? Chứng kiến không? Ok chưa? Đó là quy luật của kinh doanh đó. Rồi, vậy thì khi mà nó đã trở lại đồng tiền rồi, chúng ta là gì? Tiếp tục đúng, có phải vậy không? Có phải không? Bạn mua cái chậu hoa lan này về, ok, bạn bỏ tiền ra bạn mua chậu hoa lan về, có không? Là lúc này tiền nó đã chuyển thành gì? Thành hàng. Hàng rồi chúng ta lại đi 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 vậy, đi bán thì cái tiền sau nó lãi hơn tiền trước, chúng ta lại lấy cái đó vậy, chúng ta lại đi mua chậu lan về và chúng ta lấy được. Có phải bài toán kinh doanh nó là vậy không? Có phải không? Suốt đời nó, chúng ta làm vậy chứ chúng ta làm cái gì? Ok các bạn ơi, và chúng ta lại tiếp tục gì, chuyển cái này thành sản phẩm tiếp. Vậy nó thành bao nhiêu sản phẩm? 10 sản phẩm. Và chúng ta lại tiếp tục gì bán tiếp, đúng cái quy trình nó như vậy. Và bây giờ nó là nhiêu? 5 triệu. Nó là nhiêu các bạn? 5 triệu. Ok chưa? Vậy chúng ta tiếp tục tiếp, có phải vậy không ạ? Tiếp tục. Lúc này là sản phẩm nó là nhiêu ạ? Có phải như vậy không ạ? Và chúng ta lại bán hết. Lúc này là tiền trong túi nó bao nhiêu ạ? 50 triệu. Ok chưa? Vậy bây giờ các bạn thấy một bài toán này. Lúc đầu là vốn bạn là nhiêu ạ? Ok. Sau 3 vòng quay. Ok chưa? Bây giờ tiền trong túi bạn nó là nhiêu ạ? Bao nhiêu? 50 triệu. Nhiều hơn là trước nhiều không? Nhiều. Nhiều hơn không? Nhiều. Bây giờ mình hỏi 50 triệu này từ đâu ra? 50 triệu này từ đâu ra? Ở đâu có 50 triệu này? Ở đâu có 50 triệu này? 50 quá. 50 triệu này từ đâu ra? Ở đâu nhiều dữ vậy? Từ đâu? Từ đâu? Khu được của khách hàng ấy. Tôi khu được của khá đó khách hàng. Từ đâu? 50 triệu này từ đâu ra? 50 triệu từ đâu ra? Từ đâu ra? Bán hàng. Từ đâu ra? Từ đâu ra bạn Vượng? Từ vốn ban đầu. Từ vốn ban đầu. Ông có vốn ban đầu đâu, ông đã đưa tôi để thầy cho nó ra 50 triệu. Đó, 50 ngàn đó thầy, theo lý tính. Ok, cứ đưa vốn ban đầu là tự nhiên nó ra 50 triệu ạ. Ông ba, tiền từ đâu ra? Từ việc kinh doanh. Từ việc kinh doanh? Đúng bài. Đúng bài.
chưa? Ừ. À, cho ông Ban một đàn tay nữa đi. Mình có một cái câu nói khác, 50 triệu này từ đâu ra? Từ trong túi khách hàng. Bạn hiểu ý của mình không ạ? Từ đâu ra? Từ trong túi khách hàng. Tại sao mình nói như nó nói vậy? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? Dạ. Giờ tổng tôi lên, tổng lên. Xoay quay người kênh điều này rất là tuyệt vời. Hơn 20 năm trước mình đi bán nước mắm đi. Ok chưa? Mình lúc đó mình không biết gì đâu, cứ ra là đi làm thôi. Đi bán, cứ mua bán. Hồi đó cũng không biết tính tiền, cũng không biết dòng tiền, không biết cái gì hết. Cứ mua bán. Cho đến cái tháng đầu tiên á, doanh thu mình trong túi á, mình đếm ra được á, là cái thời đó các bạn, là mình được 20 mấy triệu. Gần 24 triệu. Ok chưa? Toàn bộ tổng tiền lúc đó mình có được 24 triệu. Mà các bạn biết lúc đó lòng vàng á, nó khoảng hơn 500 ngàn một chỉ. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Mà lúc đó mình bán xong doanh thu mình 20 mấy triệu. Đổi tiền đâu nhiều dữ ta? Các bạn hiểu ra điều này chưa? Đổi tiền đâu nhiều dữ ta? Lúc đó mình tự hỏi tiền đâu nhiều dữ ta? Khi mình hỏi tiền đâu nhiều dữ thì bắt đầu những cái hình ảnh trong cái đầu mình bắt đầu nó mới chạy. Mình mới phát hiện ra là khi mà mình lấy chai mắm mình đưa cho khách hàng thì khách hàng họ gì? Họ như thế nào à? Họ móc tiền từ trong túi họ đưa mình. Cứ chai mắm mà đưa họ móc tiền trong túi họ đưa cho mình. Cứ chai mắm mà đưa họ móc tiền trong túi họ đưa cho mình. Nên lúc đó bắt đầu trong miệng mình bắt đầu mình mới bộc phát ra là tiền từ đâu ra? Tiền từ trong túi. Tiền từ trong túi. Khách hàng. Mà khách hàng thì nhiều không? Nhiều. Nhiều vô kể. Ở Sài Gòn này bao nhiêu người? 10 triệu người rồi. Có không? 10 triệu, 12 triệu người rồi. Có các bạn ơi. Nhiều không? Nhiều. Mỗi người đưa bạn 1 đô thôi. 1 triệu người bạn đã có bao nhiêu rồi? Nhiều đô. Có. Có không? Có. Nhiều không? Nhiều. Quá nhiều. Nhiều không thể tưởng tượng được. Ok chưa? Hồi nãy các bạn mua quyển sách này, các bạn có mất tiền từ trong túi ra không? Vậy tiền từ đâu ra? Tiền từ đâu ra? Hiện tại doanh thu mình đang có được, hồi nãy bán sách đó là tiền từ đâu? Đâu ra? Tiền từ trong túi khách hàng. Giang ta ra. Tiền từ trong túi khách hàng. Mà khách hàng từ nhiều không? Nhiều. Vậy bây giờ mình hỏi các bạn này, chúng ta ra kinh doanh, chúng ta kiếm tiền từ đâu? Từ việc đi bán. Bán hàng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tiền. Bây giờ mình hỏi lại tiếp, ra kinh doanh có cần nhiều vốn không? Không. Chúng như vậy cái game này trong lớp chúng ta thực hiện thì chúng ta bắt đầu từ bao nhiêu? Ok chưa? Vậy bây giờ mình hỏi cái này, ra kinh doanh có cần nhiều tiền không? Không. Một khoản tiền rất ít thôi, có phải vậy không ạ? Có. Vậy có cần phải lấy tiền vợ để ra kinh doanh không? No. Mấy bà vợ khôn ngoan đừng có đưa tiền cho mấy ông phá, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu. Có cần đi vay ngân hàng không? Không. Đó là chưa biết cách. Tiền từ đâu ra? Tiền từ trong túi khách hàng. Các bạn có hình dung ra điều này chưa? Tiền từ trong túi khách hàng, cái điều này nó rất là tuyệt vời. Ok, các bạn giang ra. Vợ phai mà cần tiền từ trong túi khách hàng. Yeah.